Tám Bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Đến với anh em hôm nay chính là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng đến từ giải vô địch quốc gia Pháp, Troy AC và AS Monaco, diễn ra vào lúc 19 giờ chủ nhật ngày 5 tháng 3 trên sân vận động của Troy AC. Sau khi có khởi đầu mùa giải như mơ, Troy AC đang trượt dài trên bảng xếp hạng khi đã rơi từ top 13 xuống vị trí áp chót. Trong 8 trận gần nhất, họ đã để thua 7 và chỉ có 1 trận hòa. Trải qua 24 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Patrick Kinobo mới chỉ có 19 điểm và cách nhóm an toàn 3 điểm. Hàng công của đội bóng này vẫn đang thể hiện sự hiệu quả với 33 lần lập công. Mama Bande đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của Troy AC với 10 bàn và 3 kiến tạo. Ngoài ra, Ronnie Lopez, người đang đứng đầu danh sách kiến tạo của đội với 5 lần tạo cơ hội cho những người đồng đội, cũng đã có cho riêng mình 4 bàn thắng. Lý do khiến đội chủ nhà tụt dốc không phanh đó chính là hàng thủ thi đấu như mơ ngủ khi đã để lọt lưới 55 lần. Đối thủ của Troy ở vòng đấu này, AS Monaco đã có 50 điểm sau khi trải qua 25 vòng đấu và đã bị PSG bỏ xa với khoảng cách lên tới con số 8. Hàng công của đội bóng này vẫn đang thể hiện một phong độ rất tốt khi đã ghi được 53 bàn thắng, nhưng họ cũng đã để lọt lưới tới 34 lần. Hàng phòng ngự thiếu tập trung là lý do khiến cho đội bóng này hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Thế nhưng trong thời gian gần đây, Monaco lại đang thể hiện một phong độ tuyệt vời khi đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Raul Embolo và Ben Yedder vẫn đang chứng minh được giá trị của mình khi cả hai đã có lần lượt 12 và 14 lần nổ súng ở mùa giải năm nay. Ngoài ra, cầu thủ người Nga Alexander Golovin cũng đã có 6 lần điền tên mình lên bảng tỷ số và 6 lần kiến tạo cho đồng đội, chỉ kém Caio Henrique, người đã có 7 lần châm ngòi cho những người đồng đội của mình nổ súng, nhiều nhất câu lạc bộ. Mức chấp nhà cái đưa ra cho trận đấu này là AS Monaco -1. Với thực lực và phong độ của hai đội ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể tự tin đặt tiền vào đội bóng công quốc ở trận đấu này. Với mức chấp tài xỉu là 2,75, lựa chọn tài sẽ là một quyết định hợp lý khi hàng công thăng hoa của Monaco chỉ phải hòa vào hàng thủ tệ nhất của Ligue 1. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.